bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 2021 thì mình sẽ livestream ở kênh LNB TV. Anh em nào có muốn xem livestream của mình thì anh em vào xem nha. 15:30 các ngày 3, 5, 7 game Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile, và 20:30 từ thứ hai đến thứ bảy mình sẽ livestream game Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile. Nhớ đăng ký kênh LNB TV, khi mà mình livestream là anh em sẽ nhận được cái thông báo liền nha. Alo, alo, bật voi lên. Trời ơi, trời mát xuống lâm trời trời. Rồi, đấu giá giùm. Chen treo này được không? Đúng rồi. Cái khu mình cũng treo mà. Nấp đi, nấp cho chơi chiêu đi. Chết ngựa nó đánh anh này. Cứu anh với nó đánh anh này. Đang đánh anh nè. Con gắm thủi đâu? Đó. Rồi. Gầm bưng nấp. Nó bị găng rồi, nó đâu mục tiêu rồi kìa. Con thị gắm, mày đâu rồi? Em ơi. Để máu ra đi em. Giờ ra mấy. Rồi nó bị gì rồi? Mày... em để máu gì dính ngay con lính chi vậy em? Con bệnh này. Ừ. Ổn chưa? Giờ đẻ gan chi full cây máu rồi. Lên trên nè, tim treo đúng không? Rồi. Đẩy vô. Năm đục, năm đục. Đẻ máu cho anh ăn với. Rồi ok, ngon đó. Giờ giờ nghe phim trưởng đúng không mà gây rớt nữa. Xuống dưới đây quét nè, công viên. Qua năm rồi, con cậu nè. Qua năm đi. Qua năm là có team gì đó, nãy anh quên mất tiêu rồi, thấy nó hai team lần. Quốc hình cung lôn, quốc cung lôn, nó lóc kìa. Chạy về. Ăn máu vô, mở rồi. Rồi rồi, ok. Ăn máu đi. Lên trên đi. Người ta đã mở vòng bước y vậy rồi mà còn không có nó được. Tự ta chính là thị trưởng của nha. Rồi thôi mạo đi. Ủa luôn tiêu giáo thì phải gì á. Bên kia quyền thủy nữa hay sao? Không phải ngâm y hay gì á. Ờ tại em đại nấu. Thôi ăn ra đầy máu đã. Bớt thôi. Đó. Đi đi đi. Thôi quét lè đi, quét lè đường đi. Tiêu giáo chạy kìa, có máu kìa mày. Đây. Thôi chịu rồi ra bạn. À, quyền thủy, quyền thủy em cứ canh, quyền thủy em cứ canh bảo kê, quyền thủy canh bảo kê đầu qua nha. Lên đi ca bao. Ăn rồi. Ca bao hay luôn. Từ từ, để hồi máu tí, ăn cục máu kìa. Thôi bà nó mở rồi, lên quẹt đem trên đây đi. Đây. Qua luôn cho vui. Có tàn kiếm nha, ê có tiêu gia, ê võ đan nha, có chừng nó hốt kìa. Chạy về. Võ đan dưới kìa, có chừng bắt em á. Từ từ, nó qua ba rồi, lơ mơ lại kéo người á. Hơi mỏi. Ăn vô. Tăng kiếm chết chết á. Chưa, nó không có tàn kiếm, nó là võ đan.
Võ đàn với lại con ngũ độc với con nào nữa đó. Lên lại nè, để em lên trước, khổ quá. Tao bốn trận kìa. Chị chỗ của tôi, nhanh. Rồi, ok. Bảo kích kìa em ơi. Thì ra lại gia đàn. Đào Hoa, Đào Quang, bảo kích đi. Đào Quang, bảo kích em ơi, em ơi. Rồi anh mới ăn được nè. Ăn đâu ạ? Đã quét người nè. Xuống đây nè, xuống đây nè. Rồi có người ăn này. Tưởng đâu có được cái cục ngon. Có người ăn này, có người ăn này. Ra ngoài không? Ra ngoài không? Mình không biết cảm giác ra ngoài là gì hết trơn á. Chưa, từ. Em có chiêu hồi máu chưa? Rồi. Đi. Không đâu, mẹ. Đi xuống cái gì? Nó xuống dưới rồi nè. Nó giật kìa, nó giật đam kìa, nó cẩn thận cẩn thận. Anh mất bất tử nha. Ê, tìm khác qua, về lẹ, về lẹ. Anh mất bất tử rồi. Tiêu dao Nga Mi chết rồi. Thôi. Chạy tìm khác kìa. Hết giờ. Hên phải. Ôi, con quỷ bon nó chạy lẹ bút chỉ luôn. Lên gửi nó bắn bút chỉ cành lá luôn. Ai coi đôi bảo kê kiểu ngoài đấy. Bảo kê kiểu này là không được rồi. Em tưởng mọi người phải chạy hơn em chứ mọi người thấy thì mày ngồi phải chạy chứ sao mà chờ em. Mở bị lắc sao mà chạy được em? Mở bị lắc mà. Màu đâu? Đâu rồi? Em tự ăn một nè. Bụng ngâm gì? Đẹp màu đó. Khổ. Khổ quá mà. Cô ơi, cái tay mình lắm nè. Ăn cái chưa? Ừ. Đó. Ôi ra đi em ơi. Cái gì cũng phải từ từ chứ. Trời đó, để cho con Minh Giáo nó ăn kìa, khổ ghê chưa. Mày bị điên hả? Bây giờ Minh Giáo nó ăn bằng cách gì? Chưa có hồi kêu. Đi. Bác nghĩ là chờ mọi người với lượng xì lên rồi em mới bung cái bốn đi kìa, đi kìa, đi kìa. Ôi 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 thôi xuống một đi, xuống một nhanh lên. Trời ơi. Chạy đi coi xem thử cỏ tém nào chứ chạy theo làm gì. Ừ. Để ăn vô mỡ. Ăn vô, xuống 6 luôn. Sao có tim nè. Có cái bàn nè. Bắt nó. Đẩy ra, cái chiêu đẩy đâu em, nó bị kẹt nè. Không, em có Minh Giáo kìa, có Minh Giáo kìa. Minh Giáo kìa, bắn nó. Thằng mày ngu. Nó đi mua bí kíp, nó tăng bí kíp. mua lẻ đi rồi chạy nha. À đúng. Quá tám vị trí nó quá nha. Thôi qua phải đi. Dưới đóng rồi em. Phải đâu. Ê, nó có bức tử nha, bức tử. Chạy đi em ơi. Qua búp cái bàn băng cái. Chết em mọi người ơi, con lông. Ê, con lông về kìa. Đẻ máu nha, Qua một. Ê, nó dí kìa, Về, về 6 lên mở ơi. Thôi, chạy luôn đi mở ơi. Nó đang bên 6 rồi, Mở lên 8 luôn. Nhanh lên. Thôi, xuống lại. Không lên 8, chạy đi. Nó thấy chưa, đã nói đi chạy về mà cứ chạy lên là sao ta, mù ngựa này. Chạy về, chậm mẫu đó chạy về, con điên đấy. Lúc này chạy cãi đánh bỏ đi chạy. Quýnh nhau. Ok, Minh Giáo kìa, quýnh luôn. Máu không? Minh Giáo đâu? Em có thấy con Minh Giáo rồi đâu? Anh lắc thật. Anh mới quýnh ở trên đây nè. Anh mất bất tử rồi nha. Từ từ nha.
đó nó bắt anh. Ê, à giờ mới thiệt nè, bập ga bập ga bạn băng phi xương nha. Ờ chạy đi, hết chiêu rồi, chạy đi, mất bất tử rồi. Quên con khỉ anh hết chiêu rồi. Trời ơi, mất đầu quá. Ở xuống dưới rồi nè, ở xuống dưới nè anh. Đập vô. Đó. Đó, được rồi. Hay quá. Máu của anh. Đó. Ok. Em hồi máu đã tấn công kìa, ăn tấn công vô, ăn đi. Em mới thêm hỗ trợ cho. Ừ đúng rồi, qua phải em. Đó. Qua phải nè. Ra đi ra đi. Phải có ai không? Có. Không có ai đi chứ. Có ai? Ghê vậy? Ừ. Đi. Máu tự luôn. Tách nha. Để em xuống ngựa cho. Tính là tính mở tự leo ngựa chạy đó. Qua bảy luôn nha, qua bảy luôn nha máu. Đây 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 đây. Ê kìa. Tạng kiếm chết. Ok, lên một luôn. Ăn boss không? Ăn boss luôn đi. Boss thì hay mọc bước được. Ừ, ăn boss. Xuống dưới đi, xuống dưới đi, xuống dưới con luôn quá trời, nhìn nó tới vực khác sao. Đi qua qua phải nè em ơi. Nhanh lên, đang bị giữ nè. Ôi, Nami có bách tử, Nami có bách tử nha. Qua đây, đánh boss luôn đi. Đánh boss đi, đánh boss nghe là anh đánh boss là ăn á. Boss còn nửa cây nè. Đẻ máu ra đi, đẻ máu ra. Em đẻ em ngất nha. Ừ. Ừ, canh ăn đi, đúng rồi. Khay người là cứ chạy. Ba người thì em cứ bụp chiêu cuối đi, anh có quay mà. Quay đều đó được mà. Anh cứ quay đi, anh lo quay cái con boss kìa kìa. Ừ, anh quay con boss cho. Bóp máu cho anh cái. Bên thì nó mất dạy lắm, mỗi lần game qua tụi nó đi ăn boss, giờ mình chơi lại. Ừ. Nga mi nha. Nga mi kìa. Ờ, team khác qua kìa, cùng luôn kìa. Không sao, không sao, không sao, đừng xuống, đừng xuống, đừng xuống, xích lên, xích lên, xích lên. Đẻ máu, ơi đừng bụp ga em, cứ đẻ máu ra đi, từ từ thôi. Giờ hết chiêu rồi, nó qua là ngáo luôn á. Nó qua nha, bụp ga máu đi, ăn máu đi, ăn máu đi, ăn máu đi. Nó ra kìa, nó qua kìa. Chạy đi. Em chạy nha. Chạy đi, chạy đi. Quay lại em ơi, bụp má, bụp không, có bụp không, quay lại nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Búp ga, búp liền, búp liền. Đâu, 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 xuống đầu cái lộn. Chúng ta cháy nè. Giết luôn, giết luôn, giết luôn. Giết boss luôn. Ừ, ăn boss đây. Có hồi sinh nha. Có hồi sinh nha, có hồi sinh. Ôi, chạy, 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 chạy. Anh có hồi sinh nha. Ừ, anh chết rồi. Giết, giết luôn, giết luôn. Em có hồi sinh thì giết luôn, giết thằng này luôn. Giết luôn, giết luôn. Rồi, chạy đi, chạy đi. Chạy đi, ăn máu vô, chạy, 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 quá phải chạy. Rồi farm đi. Hồi máu đi, hồi máu đi, đừng chạy lung tung. Rồi chết rồi, cái cục máu. Anh mất hồi sinh rồi đó. Rồi đi luôn anh, đi. Chưa, luôn từ anh. Từ. Đi, đi, đi. Đây nè. Đằng sau con lô đằng sau nè. Con lô, con lô đằng sau, con lô đằng sau, con lô đằng sau. Ờ, nó con này đi. Lôn thì đập luôn, lôn khỏi lôn luôn. Cho mình lôn luôn. Ờ, định cho con bon thúi chết á. Ờ, nãy giờ vãi nồi thì cứu nó mấy pha. Vậy mà thằng con lôn vậy mà nó lướt, nó lướt mình chết ngắt luôn chứ. Mình đứng kế bé bon. Nguy cơ tuyệt chủng. Còn mình giáo nữa căng thiệt á. Anh mở bờ luôn, thế em bắn ra nè, em bắn cục hồi sinh qua cho nè. Ngồi mình ăn thêm cục hồi sinh nữa. Ngồi ăn cục hồi sinh nữa. Gì sao đầy đâu thầy ơi. Ờ, nó chạy mất tích luôn, cái vãi nồi thiệt, mình đứng mình tăng thấy bà nội luôn. Ơ, em có mất rồi mà ta.
không, à, con luôn bách tử vậy là em chạy. Em bảo mọi người là có bách tử em qua, em nói là em qua em thấy bách tử là em chạy trước nha. Vậy mà mọi người cho mọi người tránh ngắn, mọi người chỉ chậm hơn em. Bon ơi gặp nó bon. Dạ? gặp nó em cứ bập cái chiêu ra nha, bập chiêu cuối á. Rồi qua đây nè, qua sáu nè, qua sáu đi. Nó giật xét là mệt lắm. Ừ, đứng ngay cổng nè. Bên con bên giáo, con bên giáo bên phải á, qua chơi bên giáo không? Bên giáo bên phải nè, bên năm á. Con năm đẹp như bạn cho tôi. Đây đây. Từ từ thôi, này tim treo. Nó giật xét kìa. Bắt luôn. Chơi chiêu đi. Rồi bỏ nha. Bỏ. Đừng dí theo, hết chiêu rồi, đừng có tham. Lên mua đồ luôn đi. Gặp mình giáo chết anh đó. Xà màu ra đấy. Kè, con Gami kìa. Thốn thiệt chứ trời. Gami có bầu kích á. Đôi thả màu xung quanh ấy, nó che lấy nơi dịnh màu nó ra vi đông bắn. Cái con cắm thúi này chắc một hồi cho bập tay nó đuổi về quê quá thiệt luôn á. Đừng sao nó khỏi cho cơm luôn á chứ. Đi nè, ăn luôn, đi. Đây. Ôi, chạy nha, anh không biết gì hết, không biết gì hết. Chạy. Ơi, anh mất bất tử rồi. Ơi, cho anh miếng máu rồi, anh mất bất tử rồi. Anh ở một nè. Máu đâu? Nhả máu nha. À, rồi. Chạy đi em ơi. Đừng có tham. Hộ máu đi. Nè, ăn máu vô nè. Em ăn đi. Còn mình giấu dặm thiệt luôn á. Nát não nó luôn á. Bạn để tư đi, con nắm tay được mà. Đi chết mắt đi. Con Minh Giáo nó phải phục cái đầu tiên. Không được đâu, dạ. Từ từ thôi em. Mở đồ cái, từ từ. Đi. Đập luôn. Rồi xong một thằng. Rồi vậy là em châu luôn rồi đó. Giờ là em gọi là em châu chó luôn rồi. Không có nào chơi được em đâu. Ê cứu anh nha, cứu nha. Ui Giết nó luôn. Ê anh chạy nha. Em coi em giết được không giết được thì về để máu cho anh nha. Ui Ngami. Để máu em ơi. Ngami ở một á. Đi lên một luôn. Ngami mình dạo vậy lên nữa nâng. À không biết luôn. Từ từ. Ngami bị giữ nè. Ok. Từ từ thôi. Xuống ăn này đi. À tường bảy. Mở đi. Anh mở đi. Em có phòng cho. Anh mở đi, em có phòng cho trời ơi. Kệ nó kìa. Đó là nó còn xíu máu rồi, lên hút luôn, không hút luôn. Bắt được không? Kìa. Nó dậm kìa. Nó bên một á, bên một em ơi, một. Nó lên hai rồi, nhanh lên. Rồi nó chết rồi. Ồ cái con gà gắm này thiệt luôn á. Em đi tìm nó. Phu bốn gà. Bốn gà nhanh lên qua bốn luôn. Dưới nó. Em năm bốn nè. Xuống năm nó dưới năm á. Ôi xà. Mùa sống rồi là chết rồi. Nửa hống cái là còn tem kẹo rồi. Đây còn tem nữa. Còn chữ mẹ. Còn Ngami nữa kìa. Bắt lại. Trời ơi, nó búp kìa, cái con cù bắp này. Lên em ơi, qua hai nè em, nó bên hai á. Sao mà nó bên hai?
Nó chạy xuống đây nè. Nó lên 3 nè. Đừng đi có 2. Chết em này, nhanh lên nhanh lên. Nó băng em rồi nè. Ok. Đánh đi. Có hồi sinh mới sơ nó đánh luôn. Em đâu rồi? Đánh luôn. Ủa sao anh chạy qua 4 không thấy em? Nó đã đừng đánh trong góc mà bên trai xuống dưới đấy. Kìa kìa, bị giữ nè, bị giữ nè. Em chơi đuôi đi nó luôn. Đuôi ngựa nó đi. Kìa nó kìa. Trời, không đóng băng được nó luôn cái kháng. Con cù mía này. Nó có kháng đâu. Không có kháng gì hết trơn á. Em gà hay là em gà rồi, em không kháng được gì á. Nó bên đây nè em ơi. Bên 6 nè. Trời, nó chạy một chỉ luôn chứ. Mẹ rồi, mẹ rồi, bây giờ bị sao còn kháng không có băng được luôn á. Ok, núi nó đi, mở học tiền đi. Kìa, nó nói kìa, ăn từng cống kìa. Đọc là ăn nó khổ vậy. Ăn từng cống kìa. Tấn công kìa, anh có rồi. Em sắp cái khấu tới đây rồi nè. Ê, nó giết anh, nó giết anh. Bên đây nè, bên đây nè. Ôi cô ơi, nó còn tí máu nó chạy được cô. Ôi cái con khốn nạn. Ôi cái con quái khốn nạn. Nó giữ mình lại. Giết nó. Mày giữ lên nè. Giết nó. Còn chấm máu kìa. Nó lên 1 rồi, lên 1 rồi. Nó hồi máu rồi. Ờ con gấm gà. Trời ơi gấm gà ơi là gấm gà. Phiêu thì đừng solo ngắm với Mr. Rồi, con bon thiệt luôn á, đánh nãy giờ nó là nó gặp đối phương là nó chạy mút chỉ luôn. Nó có hồi sinh đó nha. Nữ cao thủ của chúng ta. Lệ lần này thôi nha, lần sau lần như ờ. Lần sau là thôi, thua rồi. Hiếp vua trước. Hoa, cho nó hiếp vua trước. Cái bọn kia bắt em vua. Đi bọn kia lại nổi. Ừ, đúng rồi. Cô, vua không chơi mà cứ. Không được rồi. Nó vả cua nè, em đi đây. Gì? Anh đâu. Xoay cho, anh xoay một cái nhẹ nó là chết với anh liền á, dễ giàu gì. Mày lúc cái ạc có lón đi về uống kia ăn trời ơi. Qua wow, thì sao uống cơm gì ta? Thân cỡ. Chúng mày có một cái bất tử cái nó hoạch cua chết nè. Ông cầm thân cỡ thôi em. Ông cầm thân cỡ mà kêu đi quẹt em. Chiến đôi như vậy anh thả ra cái chạy khủng bé quá nó úp rồi quạnh cho chị. Bọn solo nó đi em. Quốc nó đi. Ăn đồ, ăn đồ, ăn đồ, ăn đồ, ăn đồ. Qua ăn đâu? Ơi nàng được bức tử em ơi. Ơi nàng bức tử rồi, nàng bức tử rồi. Ôi ơi ơi ơi, nàng bức tử rồi. Ôi. Quýnh nó đi em ơi. Quýnh đi. Ôi đông người quá. Đóng băng đi. Nó. Để coi gấm gà nè, gấm gà chết nè. Coi gấm gà chết nè. Trời ơi, phim thì chỉ tốn đánh thua Gami rồi. Đánh Gami không lại, đúng gà luôn á. Đánh thua Gami nhục ngắt. Giết nó em ơi. Sao cái con Nga Mi quýnh mình hoài ta? Mày bị điên hả Nga Mi? Nó quýnh mình hoài luôn kìa. Rồi ok. Hay quá. Hay quá hai bạn ơi. Gắm này. Cái dáng này gắm nè. Nó bóp mình rồi anh em. Rồi ok. Cuối cùng cũng đã lên đỉnh anh em. Thì cái team của mình thì anh em thấy cái độ hộ báo của con bé Bon rồi đúng không? Nó cầm quyền thủy á, nó đòi nó cầm quyền thủy, nó đi trước xong rồi nó gặp người ta rồi cái nó chạy đó, cực kỳ khủng khiếp luôn. Bóp chết ngắt cái bạn Mai Linh, bạn mở của chúng ta cầm đầu qua, hên là mình có mấy cái quần mình lụm lên được không thôi là cũng bị nó bóp là méo mỏ luôn, quá khủng khiếp, quá ghê luôn anh em. Thật sự đánh với là một tay to thị gắm thúi cực kỳ khủng khiếp. Sau này anh em đừng có cho thị gắm thúi này cầm con quyền thủy, nó bóp banh não luôn á, tôi nói thiệt. Kinh khủng lắm anh em. Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.